shop nick tự động, sĩkeoshop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Đồng phết, có súng rồi các bạn ơi. Khẩu ăn là 94 này. Bắn nó. Đúng rồi. Lên 7 điểm số rồi em, không nói nhiều. Nó phải nhanh gọn như vậy. Còn thằng nào nữa, trên tầng hả? Hay ở đâu? Quay vẫn là AN94, vẫn là AN94 nhá. Đây mình có MP40 rồi các bạn ơi, sắt thủ bạc bây giờ lấy xử bọn này này. Thằng nào ở trên? Số đây em ơi. Sát thủ đen hả? Đúng rồi, sát thủ bạc xử sát thủ đen, nó lại hợp lý quá nhỉ anh em, câu chuyện nó phải như vậy phải không các bạn? Mình đang có nhiều máu quá nên là mình sẽ không lượm thêm máu nữa đâu. 7 túi máu rồi, lượm thêm 9 nữa anh em. Ok này, thêm đạn tiểu liên rồi nha anh em. Xong này thôi. Ê, đừng bạn ơi, chỗ nào vậy? Anh em thấy nó ở chỗ nào chưa? Riêng mình là chưa có thấy anh em ơi. Rồi, thank you, Minh Nguyễn đã gửi quà tặng nhá. Ê, đâu ta? Nó bắn được mình này anh em, nhưng mà mình lại không nhìn thấy vị trí của nó. À đây, hình như thế rồi. Ủa, con cấu trúc này. Tao đang gãy mông hả? Đùa. Đeo ba lô như kiểu đi học luôn. Ê, cấu trúc. Cho nó ăn kẹo mút đi anh em ạ. Đây đúng không? Đúng chiêu ăn kẹo mút đúng không? Ê, không phải đi qua đây, phải đi qua đây. Cho nó ăn kẹo mút đi anh em ạ. Rảnh quá mà. Thế thằng phía trên đâu ta? Vãi trở, nó cứ dình nó cắn trộm mình thôi. Không biết là chơi game cái kiểu gì nữa mà cứ dình cắn trộm người ta vậy. À, nó xuống rồi hả? Xuống đây. Nghe tiếng chân có vẻ gần gần nhưng mà không phải. Đây rồi. Xong luôn. Xơi kẹo này đâu có dễ đâu. Có mìn á. Một có mìn vào đây, đi thôi anh em. Với cái thằng rơm rơm này tính xơi tôi anh em ơi. Ấy gì vậy? Vỡ đầu luôn. Trời ơi, thiếu chỗ ngồi hả? Mới sao lại ngồi vạ vật ở ngay ngoài này vậy? Ủa ơi, thanh niên. Không hiểu sao luôn. Thanh niên vạ vật thích gọi là ngồi canh ở đầu đường xó chợ, anh em ạ. Ok, đi thôi mọi người. Như vậy là các bạn có thể thấy rằng là trong vật đấu này chúng ta sẽ còn thấy sự góp mặt của 27 người chơi nữa. Lên phía 30 độ các bạn ơi, đi thôi. Quay gấu béo. Gấu béo anh đổi trang phục rồi em ơi, anh đổi sang thành sát thủ bạc rồi, anh em bảo chê gấu béo nhiều quá. Đi không canh mà anh cho gấu ăn kẹo mút. Anh rảnh quá mà em. Ok, để qua ngoài này coi. Chưa thấy ai cả anh em ạ. Ồ. Let's go các bạn ơi. Mình qua thung lũng một xíu coi, nếu mà không có người thì chúng ta sẽ đổi hướng lên cổng chờ mọi người nhá. Ê, cái kiểu này thì đã đâu ra người. Thôi lên cổng chờ luôn. Lên cổng chờ luôn cho nó sớm chợ anh em ạ. Anh chơi team hả? Xíu em ơi. Xíu tay anh chơi team nhá, đang chơi vài trận solo đã. Nói chung là tương đối là vắng các bạn ơi. Cứ phải lên cổng trời xem còn kiếm mạ nữa. Chứ sao giờ anh em. Bo thu chưa xong, 4 mạ khá ok. Thế thôi, làm sao mà từ đầu trận đến cuối trận kiếm tầm khoảng 10 kill top 1 là ổn rồi anh em ơi. Tôi lại cứ thích con số 10 kill thôi anh em ơi. Có Ska rồi nè. Máu quá nhiều rồi anh em ạ, không lượm thêm nữa đâu. 7 túi máu rồi mà. Lượm thêm nữa, chật ba lô. Ê, cái gì vậy? À, thùng dầu.
Vừa bắt đầu ngắm lên nó đỏ tâm, tôi tưởng có người. Ok, ở đây chúng ta có thấy là có thêm mỗi đạn súng trường thôi hả? Thế let's go qua phía này qua nào. Anh như cái con đùi hả? Đâu có giống đâu. Sắp tính lại bảo là anh như cái con đùi. Ê, ê đừng. Đừng bạn ơi, đừng. Lên tường á hả? Lên tường á hả? Lên tường á hả? Làm sao chạy đâu? Gài mình luôn hả? Gài mình luôn hả? Ok. Lên đây đi. À, thằng kia nó gài mình luôn ở dưới anh em ơi. Xong bắt đầu nó câu lựu vào này. Tôi có băng ca mà anh em đâu sợ cho nó câu lựu vào đâu. Ở dưới bây giờ là có hai đứa rồi các bạn ạ. Kêu nhau luôn cơ hả? Hơi gắt anh em ơi. Mình có nên xuống dưới không đây? Xuống dưới đi. Quay đây hả? Làm sao đấy em ơi, sát thủ đen này lại bị sát thủ bạc hạ gục rồi nha. Ê, ê cái gì vậy? Wow. Nó sống lại. LA tôi giật hết cả mình. Và ai chưa? Cái gì vậy ta? Game này là game sinh tồn, nó phải game dọa ma đâu anh em. Tôi vừa đến lậm xác nó cái nó hiện hồn luôn. Ôi giời ơi game. Chỉ là game bắn súng thôi mà có cần phải căng thẳng như vậy không anh em? Khá là ngon anh em ạ. Còn lại 13 thằng nữa thôi. Tôi xem lượm vài cái trang bị nó ổn ổn tí là kiếm top 1 thôi anh em ơi. Nó lại hợp lý quá nhỉ. Ở đây chúng ta có gì đây? Bớt bớt đạn súng trường đi. Lượm thêm đạn súng tiểu liên này. Ở đây ê. Lượm thêm đạn súng tiểu liên này các bạn ơi, 171. Thoải mái rồi. Ok. Đi nào mọi người. Ui, ba đầu vẫn chưa thu xong luôn mà chỉ còn lại có 13 người chơi thôi hả? 6 kill rồi. Từ bây giờ đến cuối trận kiếm thêm 4 kill nữa, 10 kill top 1. Hợp lý nhỉ? Anh em nhỉ? Ủa anh em trêu tôi hả? Tôi béo như này anh em kêu là sao anh gầy gò mà yếu vậy? Rồi xong, còn 12 đứa này. Từ từ để tôi xem nào anh em, còn săn chúng nó đấy mà. Chạy xuống dưới coi anh em ơi. 12 thằng nữa xem chúng nó ở đâu chứ. Chứ bây giờ có thấy chúng nó đâu. Không thấy thì làm sao mà kêu được chúng nó anh em. Bên dưới có thính nên là mình mới chạy qua thắt ủng hồ thôi các bạn ơi. Vẫn là bo đầu thu chưa xong luôn đậu xanh. Chơi gì kỳ vậy? Tốt một nào. Ê. À đây rồi, đây rồi. Xong hợp lý. Một đứa đang ngồi dưới gầm này các bạn ơi. Đúng rồi, mấy đứa cứ canh nhau đi. Tôi ở đây là tôi xử hết các bạn nhé. Lên tròi đã. Lên tròi chỗ này tí canh thẳng ở dưới anh em ơi. Nó vẫn đang ngồi đấy thôi. Tưởng ở đâu cơ. Vẫn ngồi đấy thì cũng dễ thôi anh em ạ. Từ từ, bo thu vào cái đã. Bo thu vào thì nó phải chạy và tôi hạ gục nó dễ dàng thôi. 7 kill rồi. Thêm thanh niên kia nữa là 8 kill này. Ê, mất dấu. Có thể là nó chạy hơi xa đây là không nhìn được nữa. Nó vượt quá giới hạn tầm nhìn rồi anh em. Thì tôi chạy lại cái cho bên này đi. Cho nó gần bo hơn nữa. Thì tí nữa kia tìm kiểu gì cũng ra mà anh em. Anh em yên tâm, thằng kia không chạy ra đây thì nó chạy ra đâu. Rồi, đứng tạm đây luôn. Thấy chưa? Tôi đang lậm thính đây các bạn này. Không nên bắn vội làm gì cả, bởi vì là mình tính cắt sọ đấy cơ. Nó chạy thụt vào trong thì hơi chán. Ê đây hả? Làm sao đấy? Làm sao đấy? Chạy đâu? Xong luôn. Bao nhiêu đây? À, hơn 30 giây nữa thì vòng bo tiếp theo mình thu lại cơ. 8 kill rồi ngon nghẻ. Thế là bây giờ thì mình sẽ chờ bo thu nha anh em. Chuẩn bị có bạn thứ 9 rồi anh em yên tâm đi.
bởi vì là chúng nó chạy vào bo ấy, thì mình ngồi ở đây là một cái góc cực kỳ là lợi luôn, gọi là chúng nó không thể nào mà đỡ nổi luôn, thề với anh em luôn. Trong khi đấy thì kẹo nó còn cầm Ska nữa, sấy với một tốc độ cực kỳ là nhanh, nên là cái việc hạ gục kẻ địch nó cũng dễ dàng thôi mà. Ấy rồi chạy qua đây đi. Ấy không thèm chạy qua hả? Thôi đùa đấy, kiểu gì nó chạy qua giờ đấy, anh em yên tâm. Đây này, bo đã thu lại rồi này, nó không chạy thì nó sống ở đâu anh em? Không có hả? Tôi thấy có một đứa mà các bạn. Ủa sao vậy ta? Không có rồi, nhầm hàng rồi anh em ơi. Thế chắc là nãy hai thằng kia nó hạ gục nhau rồi đấy. Thôi tôi vào bo, chứ có mà đợi nó hết cả thanh xuân hả anh em? Lên hẳn phía trên thôi anh em ơi. Lên trên này còn kiếm người săn mạng chứ, đợi cái thằng kia thì hết cả thanh xuân. Không chơi, không chơi, không chơi như thế được. Ok, và chúng ta đã có thêm được đạn súng trường rồi nhá. Nó lại hợp lý quá nhỉ. Để kẹo xem nào. Ở thung lũng này thôi chắc là không có ai được khỏi xem luôn. Tôi thề với anh em luôn, thung lũng giờ này làm gì có ai. Lúc này là còn lại 6 người chơi đấy hả? Rồi nhá, cố tốc một thôi mọi người ơi. Có giảm thanh này, vứt đạn xuống trường đi, lượm giảm thanh chơi anh em ơi. Có giảm thanh này thì sấy ngon rồi. Chạy vào bon trước cái đã. Hiện tại thì mình có 7 quả băng keo nha, cũng đủ ổ để chơi này. Vòng bo này đang dính ngay vùn NG luôn, đậu xanh. Bo thu cái kiểu gì hay vậy? Scar Titan mạnh hơn sẽ không dùng vậy anh, bởi vì là anh làm gì có đâu mà dùng. Anh có mỗi cái skull, à cái khẩu Scar thiên đường thôi em ơi. Có tiền đâu mà quay Scar Titan em ơi. Ê, nó chạy này. Nó vác cái thùng nó chạy này em này. Uầy, kìa nó chạy nhanh như hách luôn các bạn ơi. Mặc dù mình đã chạy rất là nhanh rồi nhưng mà bắn nó vẫn chạy nhanh hơn cả mình nữa. À đủ hay quá ta. Chạy nhanh vậy em ơi. Không biết giờ này nó đang ở đâu rồi, có thể là sau tảng đá này nhá. Chỉ là có thể thôi. À không, nó chạy xuống dưới đây rồi anh em ơi. Ở đây mình chưa thấy ai này. Vắng quá tai anh em. À đây, ở đây. Ê, ngu rồi anh em ơi. Ngu rồi các bạn ơi. Ui, làm quả nhảy xuống. Pha này đúng là kiểu xanh mộ luôn anh em ơi. Để tôi còn máu phun cái đã. Không còn máu phun cây nghỉ chơi này. Lên trên, lên trên. Có một đứa ở trên đấy mà. Nó chạy đâu rồi ta các bạn ơi? Mình thấy ở đây cũng có người nữa nhé. Ồ, người đâu ta? Anh em thấy người chưa? Mình chưa thấy, mình chưa thấy các bạn ơi. Bo chuẩn bị thu lại rồi này, chạy nhanh, chạy nhanh. Chạy nhanh còn kịp. Đây rồi, làm sao đây? Ui. Game thủ chuyên nghiệp mà không có Scar Titan chứ mới lạ thật. Sĩ kẹo là sĩ pua mà anh em làm gì có tiền đâu mà quay Scar Titan. Anh em cứ đòi skin chất thì kiếm ở đâu ra? Để mình qua đây xíu coi. Ê, vai trưởng, mất nửa cái giáp luôn. Thôi hỏng hết bánh kẹo rồi. Cơ hội chiến thắng lúc này của mình mới chỉ có 20% thôi anh em ạ. Khá là mệt mỏi đây, còn lại 4 thằng nữa. Làm sao hạ gục 4 thằng nữa là ok top 1. Mình còn 3 tí máu đây. Ui, mình nữa hả? Ui, thôi thôi.
không để ý gì cả. Cái kiểu nãy giờ ăn mì no mìn, ui vai trưởng lại mì nữa. Bây giờ vào nhà đúng là sai lầm luôn anh em ơi, tôi thề với anh em luôn. Thôi ra ngoài, không dám vào nhà nữa anh em ạ. Vào nhà gặp ngay mấy đứa cho nó gài mìn, gọi là phun mìn thế thì có mà. Chết dở. Cái giáp này nát quá, thì xem vứt xuống giáp 3 thì cũng được. Ê chỗ này cũng ngây. Cẩn thận anh em ơi, cẩn thận anh em ơi. Nó đây rồi. Nó đây rồi. Nó đây rồi anh em ơi. Ok lên bảng nhá. Dựng bong keo lướt đồ cẩn thận nè. Nó không có máu các bạn ơi. Ui. Nhà bên này giải một đống mìn luôn này. Thế ai chơi thôi. Nhà nào cũng giải một đống mìn luôn các bạn ơi. Chịu hẳn chịu hẳn. Tốt nhất là không nên vào nhà làm gì cả. Ok ok wow. 25% cơ hội chiến thắng. Ui. Sorry anh em. Vừa ở hơi xíu. Ê, vừa ở hơi. À quên, đậu xanh vừa ở hơi xíu. Ủa nói lộn nữa cơ. Cái đậu xanh. Sorry mọi người nhá. Có người này. Qua đây. Qua đây em ơi. Lên bảng. Xong luôn, thằng cuối đâu? Đến lúc solo với thằng cuối rồi anh em ơi, trùm cuối đâu? Hạ gục nốt thằng cuối là top 1, ngon lành luôn anh em ạ. Để tôi xem thằng cuối nó đang ở đâu này. Trong nhà hả? Khả năng cao là vậy luôn anh em ơi. Rồi nha, thằng cuối đâu? Bên này không có nè. Thế thì chắc là nó ở trong nhà rồi, đây rồi. Làm sao đấy? Xong, top 1, 11 kill. Hợp lý. Nó phải hợp lý thế này anh em ơi. Đúng rồi, top 1, 20 mắt xem rồi này. Ai xong luôn, như vậy là mình có được 11 kill top 1 ở trong vài nữa rồi nha anh em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.